là cái trang phục của dân tộc Xuồng. Chị ơi, em hỏi thế này, chị có phải dân tộc Xuồng không? Đấy là trang phục của dân tộc Xuồng. Nhà chị ở đây luôn à? Bây giờ chị đang bán bánh. Cảm ơn chị nhá. Ăn thịt chơi mà. Xin kính chào các quý vị và khán giả thân mến đang theo dõi kênh của mình. Hôm nay video tiếp theo của mình sẽ đi quay cái chợ tỉnh ở xã Sơn Ví, là một cái chợ nằm ở biên giới giáp Trung Quốc. Đấy, các bạn có thể là chỉ nghe thấy là ở phố chợ tỉnh Cầu Vai thì cũng có chợ tỉnh, nhưng mà ở Sơn Ví cũng có một chợ tỉnh phong lưu nha các bạn nhá. Đấy, hôm nay là mình sẽ đi quay xem là xem có gì thú vị nhá. Đấy, chợ tỉnh này sẽ họp vào ngày hôm sau của chợ tỉnh Cầu Vai, đó là ngày 28 tháng 3. Các bạn có thể là đến chợ tỉnh Cầu Vai, nhưng mà các bạn có thể đến đây luôn nhé. Để các bạn theo chân của mình sẽ đi khám phá cái chợ này xem có những gì thú vị nhá. Thấy hình ảnh đầu tiên là các bạn thấy có thể là mọi người cũng đều dồn xuống cái chợ Phong Lưu này, cũng rất là khá là đông. Bên đường thì cũng có bán các mặt hàng cũng giống như phiên chợ phiên bình thường. Để mình sẽ đi vào bên trong cái khám phá xem. Mình cũng là lần đầu tiên đến cái chợ Phong Lưu ở đây. Sáng thì mình cũng có đi, nhưng mà do là cái con đường đang thi công cũng vào rất là muộn, con đường khó khăn quá, mình đi chuyển xe từ Nhà Vạc sang đây phải hơn 40 cây. Khá là xa, xong rồi mình có đến muộn một chút. Nhưng mà ở đây mọi người dân cũng rất là đông. Cho quay thì nhá, người đẹp nhá. Đây là họ đang bán cái bánh gì? Bánh chưng. Số này là cái cơm xôi. Đây mọi người cũng họp chợ cũng rất là đông. Đấy. Hôm nay chợ Phong Lưu là sẽ họp cả ngày nha các bạn nhá. Mặc dù các bạn từ xa đến đây muộn thì các bạn vẫn vào chơi bình thường. Ăn thịt chơi mà. Hiện tại là mình đang đến cái trung tâm chợ. Đây, rất là đông ở phía bên kia. Chợ Phong Lưu này cũng họp giống như cái phiên chợ thường, nhưng mà nó đông người hơn. Cái khu vực bên này là cái khu vực vui chơi giải trí trong phiên chợ. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Còn cái khu vực bên này là khu vực ẩm thực của chợ phiên, là một cái chỗ để mọi người dân đến chợ Phong Lưu là sẽ ăn sáng ở đây. Lượng thế nào cũng được, cứ ba thứ là 10.000, mà 10.000 thì ta có ba thứ. Xe thả con tế tạo, sửa con tế tạo, tế ẻ cũng luôn cả xe, tế đẻ cả chai cả xe, tế đủ trở. Bây giờ mình sẽ đi quay cái khu vực này xem, cũng thấy khá là đông người. Phiên chợ bây giờ cũng gần 12 giờ nhưng mà cũng khá là đông người. Tức là mọi người dân đều dồn vào những cái ngày chợ Phong Lưu này. Chắc là mình nghĩ là cái chợ phiên bình thường là chắc không có đông người như thế nào được.
cái chợ Phong Lưu là người ta hay gọi chợ Phong Lưu là cái chợ tức là ngày xưa ấy, các bác nó đang kiểu yêu nhau xong là nó ở xa ấy, xa không thể gặp nhau được, xong là họ sẽ hẹn vào cái ngày chợ Phong Lưu này đúng một năm một lần, xong là họ sẽ gặp nhau một lần. Có ý nghĩa là như vậy các bạn. Cái xã này có những các dân tộc là dân tộc Xuồng với dân tộc Mông, có hai dân tộc cùng sinh sống. Đây là cái trang phục của dân tộc Xuồng. Chị ơi, em hỏi thế này, chị có phải dân tộc Xuồng không? Đấy là trang phục của dân tộc Xuồng. Nhà chị ở đây luôn à? Bây giờ chị đang bán bánh. Cảm ơn chị nha. Anh quay tí nhá. Hôm nay có phải chở Phong Lưu nhỉ em nhỉ? Hôm nay có phải chở Phong Lưu nhỉ? Có à? Thế sáng có đông người không? Thì hôm nay xuống đi vào đây thì đường cũng khó khăn đấy, không đi vào hơi muộn. Là hôm nay không phải. Đây là tình yêu à? Hả? Hỏi tí thôi má, có sao đâu? Có phải người yêu của nhau không? Đây là cái con đường nó vào trung tâm chợ Phong Lưu. Họ đi lại cũng rất là đông. Ai cũng mong đợi những cái ngày Phong Lưu này để gặp lại cái bạn tình cũ của ngày xưa. Đặc biệt đối với dân tộc Xuồng là nó còn có cái hát giao duyên, hát đối. Đấy. Hát mãi, hát đến cả sáng cũng hết. Đấy là một cái phong tục quán. Chưa có thẻ ATM thì cán bộ ngân hàng sẽ làm miễn phí cho